Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ và có những bình luận trái chiều về hình ảnh chụp từ flycam Hòn Non Bộ nằm giữa lòng dự án. Nhiều người cho rằng đây là Hòn Non Bộ ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và lo ngại kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long bị xâm hại. Trước những lo ngại trên, ông Tạ Đức Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Mai Quyền, Vân Đồn, Quảng Ninh xác nhận những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là hòn núi Dê nằm trong dự án khu đô thị mới Ao Tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng từ năm 2004. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, khu vực Ao Tiên cho hay nơi này trước đây vốn là khu vực sình lầy hoang hóa. Những năm qua, tỉnh kêu gọi đầu tư hạ tầng để phục vụ cho phát triển của khu kinh tế Vân Đồn. Ngày 16 tháng 8, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, dự án đã cơ bản hoàn thành và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Núi Hòn Dê nằm giữa hồ điều hòa rộng 6,3 ha. Trước đây, núi này ở phía trong cạn, người dân thả dê nên có tên là Hòn Dê. Bên cạnh đó, tại khu vực Ao Tiên, có dự án bến cảng cao cấp Ao Tiên Vân Đồn được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2020 với quy mô diện tích 29,21 ha. Công suất khi vận hành tối đa đạt khoảng 4,2 triệu lượt khách một năm, mục tiêu đón tàu chở khách du lịch lên tới 300 ghế. Sau khi khánh thành, dự kiến trong quý 3 năm 2022, dự án này sẽ hoàn thành đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn khu kinh tế Vân Đồn cả về đường bộ, hàng không và đường biển, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển khách du lịch khi tham quan nghỉ dưỡng ra các đảo của huyện Vân Đồn, Cô Tô và tham quan trên vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long thay thế cảng Cái Rồng hiện nay đã xuống cấp. Cũng trong ngày 16 tháng 8, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh cho biết quy hoạch khu vực Ao Tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phù hợp quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1296 QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 266 QĐ-TTG ngày 17 tháng 2 năm 2020. Mới đây, một chiếc xe ô tô chở khách đi chơi rồi lao xuống bãi biển Phú Quốc hôm 10 tháng 8 đã được giải cứu thành công. Đoạn clip ghi lại hành trình chiếc xe ô tô khách được giải cứu từ bờ biển Phú Quốc được chia sẻ lên mạng xã hội hôm nay đang gây sự chú ý của cư dân mạng. Theo clip, vào hôm 14 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã phải huy động hai chiếc xe máy xúc, một chiếc xe cẩu và hàng chục nhân công để đưa chiếc xe ô tô đang bị hư hỏng nặng nằm dưới bãi cát trước một khách sạn lớn của Phú Quốc lên bờ thành công. Hiện chiếc xe đang được tạm giữ chờ lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin trên báo chí, Công an thành phố Phú Quốc cho biết, qua kiểm tra bước đầu, tài xế điều khiển xe ô tô khách 45 chỗ không sử dụng chất kích thích nhưng nghi ngờ có biểu hiện loạn thần bất chợt. Vì thế đôi khi gặp chuyện có thể ông không kiềm chế được suy nghĩ và hành vi. Đoạn clip giải cứu xe ô tô lên khỏi bờ biển đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng. Sao không để luôn đấy sửa thành homestay hoặc quán cà phê bãi biển cho hot, giải cứu tốn kém quá. Vướng cái tầng hầm của khách sạn, chứ không thì xe không bị tắm biển lâu như vậy, phe này bắc tài, tốn khá tiền rồi. Cái gầu máy xúc đè trực tiếp lên xe, nhìn xót quá, thôi cũng may, của đi thay người, một phút lỡ chân mà phải huy động bao nhiêu nhân công và máy móc mới giải cứu nổi. Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang, 25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, về tội giết người. Giang bị cáo buộc đã hành hạ, đánh đập, rồi nhốt bé trai 3 tuổi ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân vào tủ cấp đông nhằm tước mạng sống của nạn nhân. Theo dõi diễn biến và tình tiết của vụ án, tiến sĩ Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tâm lý tội phạm nhận định tâm lý của Giang khi gây án là do nỗi sợ hãi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Ông Hiếu phân tích bị can chưa có tiền án tiền sự, qua lời khai ban đầu Giang cũng không có mâu thuẫn với bé trai hay gia đình của cậu bé. Vì vậy, Thượng tá Hiếu đưa ra quan điểm có thể những hành vi của Giang là bước chuyển tâm lý, lỡ làm cái này rồi thì phải tiếp tục làm cái kia. Vị chuyên gia đưa ra dẫn chứng so sánh với bước chuyển tâm lý của những vụ án hiếp dâm, khi hung thủ sau khi gây án sẽ lo sợ nạn nhân tố cáo cơ quan chức năng nên giết người diệt khẩu. Hành vi của Giang bị thúc đẩy từ bên trong bởi nỗi sợ, sau khi lỡ đánh cháu bé và sợ cháu mách ông bà, nếu tình huống này xảy ra, Giang có thể sẽ lo sợ các tình huống xấu như bị người nhà cháu bé đánh, không cho thuê nhà nữa, nên bị can đã nảy sinh ý định giết bé trai, Thượng tá Đào Trung Hiếu phân tích.
Về quyết định khởi tố Giang tội giết người của Công an tỉnh Hà Nam, ông Hiếu cho rằng đây là quyết định chính xác. Thượng tá Công an phân tích các hành vi của Giang đã đủ dấu hiệu khách quan của tội giết người, còn bé trai không tử vong là việc ngoài ý muốn của bị can. Chia sẻ thêm, ông Hiếu nhận định nguyên nhân sâu xa mà Giang gây án có thể bắt nguồn từ sự xuống cấp về đạo đức được hình thành trong nhân cách do tiếp thu những tác động bất lợi, sự ích kỷ, vô cảm. Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở điều tra, Giang khai khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13 tháng 8, cháu bé từ nhà sang quán trà sữa cây của Giang. Sau đó, cháu ăn uống, còn Giang dọn dẹp quán. Giang khai anh ta bực tức khi cháu bé liên tục hỏi, đòi chơi cùng nên nghi phạm dùng chày kim loại đánh vào đầu khiến cháu ngã từ giường xuống đất và khóc lớn. Giang tìm cách dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, nghi phạm đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp ghì cổ cháu bé xuống sàn nhà. Sau một phút cháu bé không khóc và nằm im. Khi Giang vừa buông tay, cháu bé lại kêu, ông ơi mẹ ơi chú đánh con. Lúc này nghi phạm nảy sinh ý định giết cháu bé. Giang dùng dây dù siết chặt cổ rồi bịt miệng đập đầu cháu bé xuống sàn nhà. Khi nạn nhân bất tỉnh, Giang để bé trai vào thùng cắt tông, cho vào tủ cấp đông rồi bỏ đi. 30 phút sau, ông nội của cháu bé không thấy cháu trai nên kiểm tra camera, thấy cháu vào quán của Giang nhưng người đàn ông này trả lời không biết tung tích cháu bé. Gia đình nạn nhân đã phá cửa quán rồi phát hiện cháu ở trong tủ đông. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi nghi phạm trốn ở Hà Nội. Thời điểm này tại Hà Nội, nhãn được bày bán khắp các sạp chợ, chất đầy xe hàng rong kèm theo những tấm biển nhãn 15K, tức là 15.000 đồng 1kg, nhãn ngọt 20K, nhãn quê 20K. Trên chợ mạng, nhãn cũng phủ sóng khắp các hội nhóm buôn bán với giá dao động khoảng 20 tới 25.000 đồng 1kg. Theo các tiểu thương, với mức giá này, 1kg nhãn sông Mã rẻ chỉ bằng mớ rau muống ngoài chợ, khách cũng mua ăn nhiều hơn. Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoa Mười ở Sơn La cho biết, sông Mã là vùng trồng nhãn chủ lực của tỉnh. Diện tích trồng nhãn của hợp tác xã khoảng 30 ha, sản lượng nhãn của hợp tác xã đạt khoảng 170 tấn. Trong đó nhãn chín sớm đã thu hoạch xong. Loại nhãn này có giá dao động từ 18 tới 60.000 đồng 1kg tùy thời điểm. Nhãn ánh vàng giá từ 30 tới 50.000 đồng 1kg, nhưng sản lượng chưa nhiều, phần lớn đều là khách đặt trước, hàng gần như không có để đem ra chợ hay bán cho thương lái. Riêng nhãn giá rẻ có bán ở Hà Nội hiện nay chủ yếu là nhãn miền thiết. Loại nhãn này các nhà vườn thu hoạch và bán với giá 12 tới 27.000 đồng 1kg. Nhãn miền thiết quả to, đẹp mã, cùi dày, song hạt cũng to. Loại nhãn này cho năng suất cao nhưng bán lại không được giá như nhãn chín sớm và nhãn ánh vàng. Tại chợ đầu mối Hà Nội hay trên các hội nhóm bán buôn online, một số đầu mối đang bỏ xỉ nhãn miền thiết với giá chỉ 8 đến 10.000 đồng 1kg. Nữ quái lừa đảo gần 1 tỷ đồng để đầu tư Bitcoin. Sáng 16 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Thị Nhơn, 27 tuổi, ngụ tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác Nhơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an xác định Nhơn tham gia chơi Bitcoin và liên tục bị thua lỗ. Để có tiền duy trì đầu tư Bitcoin, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nhơn vay tiền của nhiều người. Tuy nhiên sau đó, Nhơn không còn khả năng trả nợ. Tổng số tiền Nhơn đã chiếm đoạt của các bị hại là 930 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.